chọn làm con. Đệ tử quy, thánh nhân dạy: hiếu đệ trước, kế cẩn tín, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng, đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần làm được. Sự đảm đang của Hiếu Hiếu. Mùa thu trồng măng trúc. Cao quá. Con về đúng lúc lắm, đi rửa tay đi. Để con đi rửa tay rồi sới cơm ạ. Lúc con đi ra ngoài có cầm một cuốn sách mà. Ôi, con quên ở rừng trúc rồi. Con đi lấy ngay đây ạ. Tiểu Dùng ơi, nhìn này, cậu giúp tớ được không? Dù có gấp, cũng xếp kỹ. Tớ biết rồi. Xin cậu đấy, nếu cậu không giúp thì làm sao mùa thu tớ trồng được măng trúc chứ? Vậy thì sao làm cho bà ngoại bất ngờ trong dịp sinh nhật được? Chẳng lẽ lại không giúp cậu? Cảm ơn Tiểu Sủng nhé. Rốt cuộc là ở đâu? Chắc là ở đây này. Tiểu Sùng ơi, sao cuốn sách lại tự mình sống dậy thế? Bất kỳ cuốn sách nào cũng có sinh mạng của chúng chính là truyền thừa trí thức và trí huệ. Cậu đối với trí thức không cung kính, trước giờ không có thu dọn tốt sách vở, học tập thì phải có phong thái của học tập. Cái này cậu còn làm không xong, thì đừng mong có được trí huệ thực sự. Hai người sao vậy? Ngài là... Ta là cây trúc già nhất trong khu rừng. Chỉ trong một khoảnh khắc, hình như ta đã hiểu rất nhiều chuyện. Vậy ngài có thể nói cho con biết làm sao trồng được măng xuân vào mùa thu không ạ? Tại sao con lại muốn trồng măng vào mùa thu? Con muốn tặng nó làm quà sinh nhật cho bà ngoại con. Ra là thế. Để ta thử xem có dùng trúc linh của ta được không nhé. Ta sẽ đem nội dung của trúc ý viết vào trong này, lại tặng thêm cho con một hạt giống. Có trồng được măng hay không phải xem ở con. Con cảm ơn ngài. Ngoại ơi, ngoại xem, măng xuân mà con trồng cho ngoại đấy. Thời gian này, ngày nào con cũng chạy vào rừng trúc. Hóa ra là bận cái này sao? Xưa có Mạnh Tông khóc trúc, nay có Hiếu Hiếu trồng măng.
Canh đông cô măng xuân tới rồi ạ, à. Ngoại uống thử đi ạ. À. Được, để ngoại thử xem. Mùi vị này không ngon ạ. À. Sao bụng của ta đau quá, đầu thì hoa mắt. Ngoại ơi, ông ơi, rốt cuộc là bà ngoại bị sao thế ạ? À? Chắc là do măng có vấn đề. Hiếu Hiếu, đừng có lo lắng. Bà ngoại bị bệnh là do tớ. Tiểu Sùng ơi, có cách nào không? Ông ơi, bà đã đỡ chưa ạ? Để ngoại đi sắc thuốc. Chúng ta đi tìm cây trúc lớn đó đi. Hiếu Hiếu đừng khóc nữa. Ta có thể cứu bà ngoại con. Thật ạ? Ra ra đưa tay ra. Mang về ngâm nước nóng cho ngoại con uống. Con cảm ơn ngài. Đợi bà ngoại con khỏi, con sẽ tới thăm ngài. Được. Tạm biệt Hiếu Hiếu. Tinh thần của ta hôm nay tốt nhiều rồi. Con phải đi cảm ơn cây trúc lớn. Chúng ta cùng đi. Cây trúc lớn ơi, ngài bị sao vậy? Ngài ấy gặp nguy rồi. Ngài ấy đem hồn trúc cho con đi cứu người, nhưng không ngờ vì thế mà bị khô héo. Vậy con phải làm sao mới cứu được ông ấy? Không phải con còn có trúc ý sao? Chỉ cần con tìm ra phương pháp thì có thể cứu ông ấy. Con cứ nhìn thanh trúc như vậy thì có thể cứu được ông ấy sao? Là con không tốt. Đó là trước đây vì con chỉ biết đem học hành trở thành thủ đoạn đạt được mục đích thôi. Cái này không dùng được đâu. Chỉ có cung kính đối đãi với tri thức mới là trí huệ thật sự. Hiếu Hiếu, con là đứa trẻ hiếu thảo. Nhưng chúng ta không thể chỉ có hiếu tâm mà lại không cung kính với vạn sự vạn vật. Con phải biết hiếu tâm và tâm thành kính vốn là một, luôn hỗ trợ lẫn nhau. Nếu thật sự là hiếu thảo mà lại thiếu sự thành kính thì không viên mãn nữa. Đồng thời, nếu đối với vạn sự vạn vật đều có tâm thành kính, thì làm được trí hiếu cũng không có gì để nói nữa. Trúc có thân hình thẳng, thà gãy chứ không cong, nên gọi là chính trực. Trúc mặc dù có đốt, nhưng không vì thế mà dừng mọc, gọi là phấn đấu tiến lên. Trúc ngoài thẳng, trong rỗng, tấm lòng rộng mở gọi là rộng lượng. Trúc có hoa mà không nở, mộc mạc ngước lên gọi là mộc mạc. Trúc tài văn truyền thế, nhẫn nhục chịu khó gọi là đảm đương. Tớ biết rồi, nếu như có thể biến cây trúc thành thanh trúc thì sinh mệnh của ngài ấy có thể tiếp tục. Ông ngoại ơi, thank you.
Mọi người nhìn xem. Đợi đến năm sau thì cái măng này sẽ mọc thành một cây trúc rồi. Tớ học được một phần cung kính được một phần lợi ích, 10 phần cung kính được 10 phần lợi ích. Tôi hiếu ăn cơm thôi. Con biết rồi ạ, con tới đây ạ. Các bạn nhỏ ơi, đối với sách vở không được vứt lung tung, bởi vì bất kỳ cuốn sách nào cũng có sinh mạng. Sinh mạng của chúng chính là truyền thừa cho đời sau trí thức và trí huệ. Chúng ta phải hiểu được tôn trọng trí thức, thì trí huệ mới từ từ tiếp cận chúng ta, để chúng ta bắt đầu làm từ, dù có gấp cũng xếp kỹ. Tạm biệt! Xuất bản và sản xuất Đồng Chí Cương. Tổng đạo diễn Lưu Vĩ. Phụ trách sản xuất Nhạc Liên Xuân, Lý Lập. Tổng biên kịch Đồng Chí Cương. Biên kịch Triệu Lập Chí, Lý Đăng Siêu, Trương Tịnh Hiền, Đồng Vĩ. Đạo diễn Mã Tăng, Cao Hạ Thành. Chỉ đạo mỹ thuật Hám Bàng, Toàn Phượng Bân. Tạo hình Cốc Vĩ, Đằng Khiết. Nguyên tác họa Vương Diên Phong, Lý Truyền Hồng. Thiết kế hoạt họa Lý Đại Sấm, Lưu Khải, Tiết Tịnh. Bối cảnh Trương Cát Doanh, Hồ Hà. Hậu kỳ Trương Bác Hiên. Âm nhạc Hoàng Hải Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế mỹ thuật hoạt hình Diệu Âm Bắc Kinh trân trọng giới thiệu.